Hi, mình chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ. Như ở cái clip trước mà mình đã trao đổi với nhau ấy, là cái kênh của anh Quế Nghịch liệu rằng có bị xóa kênh hay không, hay là bị xóa video hay không, thì hôm nay mình đã có câu trả lời rồi. Hôm qua thì mình cũng có lên trên mạng và một số những cái trang pháp luật để mà mình tìm hiểu đấy, thì mình thấy rằng chẳng có một cái cơ sở gì để mà thu hồi những cái con vật của anh Quế Nghịch cả. Nó không có một cái cơ sở gì để mà thu hồi thật sự đấy. Bởi vì nhá, khi mà mình tìm hiểu về rùa núi vàng, thì cái con rùa núi vàng là thuộc vào nhóm 2B. Có nghĩa là nhóm 2B này là nó cũng ở trong sách đỏ, nhưng mà ở trong cái diện gọi là hạn chế khai thác với mục đích thương mại. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta được đi khai thác nhiều, có nghĩa là lên trên núi này bắt thật là nhiều, sau đó là chúng ta vận chuyển, rồi chúng ta buôn bán trao tay người này trao tay người kia, hoặc là vận chuyển buôn bán sang bên nước ngoài, thì đấy nó sẽ là bị cấm. Còn với những cái cá nhân mà nuôi một con hai con như kiểu là của anh Quế Nghịch thì sẽ hoàn toàn không làm sao cả, bởi vì anh ấy mục đích là anh ấy nuôi để anh ấy bảo tồn, anh ấy chăm sóc thì sẽ không bao giờ bị làm sao cả. Nếu như mà có bị đấy thì là cùng lắm là sẽ bị phạt hành chính nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mình nghĩ là ở trong cái mục 2B có nghĩa là người ta đã ghi chú rõ rồi. Đây thì mình sẽ trích lục ở đây nhá. Người ta đã ghi rõ rồi, đây là mục là hạn chế khai thác với mục đích thương mại. Đấy, cái câu hạn chế, vấn đề hạn chế có nghĩa là mình không được bắt số lượng quá nhiều. Đấy nhá, không được bắt nhiều mà lại dùng cho mục đích thương mại là không được. Còn đối với cá sấu thì cá sấu là loại động vật hoang dã nguy hiểm, thì cần phải có một cái giấy phép. Đấy là đối với trang trại các bạn nhá, là phải có một cái giấy phép, là xin phép của kiểm lâm hoặc là chính quyền sở tại. Nếu như mà ở chỗ anh Quế mà không có kiểm lâm ấy, thì chúng ta sẽ đi ra xã phường để mà xin một cái giấy phép là nuôi động vật hoang dã nguy hiểm. Thì ở đây thì chính quyền sẽ về kiểm tra xem là mình làm chuồng trại nó như thế nào, nó có tốt hay không, có đảm bảo cái sinh cảnh sống cho cái con động vật hoang dã hay không. Nếu như mà đáp ứng đầy đủ các yếu tố thì sẽ được nuôi nhé, chứ không phải đến mức cái mức độ gọi là không được nuôi, cấm nuôi đâu. Là một cái con rùa núi vàng và con cá sấu, đấy là hai cái con này là mình thấy rằng là anh Quế là có thể ấy được rồi. Riêng rùa núi vàng là anh Quế là cứ nuôi thoải mái, một hai cá thể thì không được gì đâu. Còn về cá sấu, nếu như mà anh Quế muốn gọi là nó ok hơn đấy, thì đi ra ngoài xã phường xin đấy một cái giấy phép, thì trong vòng khoảng 15 ngày là mình được nhận giấy rồi là có thể nuôi thoải mái luôn. Chủ yếu là mình sẽ đáp ứng cái yêu cầu về chuồng trại xem nó có đủ an toàn hay không. Nếu như mình vận chuyển, mình làm trang trại thì mình vận chuyển động vật hoang dã nguy hiểm đấy, thì cần phải đáp ứng những yếu tố như thế nào, thì vân vân và mây mây nhiều cái. Còn mình cũng tìm hiểu về rồng Nam Mỹ thì mình không thấy bất cứ một cái gọi là lệnh cấm nào để mà nuôi rồng Nam Mỹ cả. Thế mà nghe ở trên kênh của anh Quế bảo là người ta lại còn yêu cầu cả rồng Nam Mỹ thì mình thấy hơi vô lý. Mình có search trên Google thì không có bất cứ một cái bài báo hay là một cái trang pháp luật gì nghiêm cấm cái việc nuôi rồng Nam Mỹ cả. Bởi vì rồng Nam Mỹ hay là cá sấu là hai cái con động vật mà gần như nó phổ biến khắp thế giới rồi, nó không có một cái gì để mà cấm cả. Thậm chí là ở bên nước ngoài, rồng Nam Mỹ người ta còn tiêu diệt đấy cơ. Bởi vì ở bên nước ngoài thì người ta đánh giá là con rồng Nam Mỹ ngày xưa thôi, ngày xưa thì là nó người ta bảo vệ nó, nhưng mà bây giờ thì chắc là nó bị kiểu như nó gây hại nhiều ấy, nên là người ta đang tiêu diệt. Còn về Việt Nam mình là thú chơi cảnh đấy. Đấy là những gì mà mình biết được. Nếu đâm ra là cái kênh của anh Quế theo mình là chung không ảnh hưởng gì đâu, cũng chẳng phải xóa video gì đâu, vì rất là khó nếu như mà có sai phạm về chính trị pháp luật thì mới yêu cầu xóa được, chứ còn bây giờ cực kỳ rất là khó, không bao giờ có thể xóa được kênh của anh ấy đâu. Ok, bây giờ mình sẽ không nan man nữa nhá, mình sẽ đi vào kia để kiểm tra hai con rồng Nam Mỹ của mình. Một lát nữa thì mình sẽ cho hai con rồng Úc xuống đây. Mấy cái hôm đấy thì cũng gọi là hơi bị kiểu như là sốc ấy, cũng không dám quay vào rồng Nam Mỹ nữa. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu kỹ càng hơn rồi thì bây giờ thì mình lại đủ tự tin để mà quay đến rồng Nam Mỹ, rồi đến rồng Úc và những cái con khác của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái con hai con rồng của mình nhé. Thank you.
Đấy. Nó chạy. Nó quật. Từ từ đã nha. Từ từ đã để mình trấn tĩnh nó đã. Từ từ đã. Cho nó ra ngoài này, nó đang đây, để mình trấn tĩnh nó chút. Nó đang có vẻ không thích các bạn này. Đấy. Cái ánh mắt của nó đây. Ok. Phải vuốt ve trấn tĩnh. Đây này. Cái bụng của nó rất là nhiều trứng luôn các bạn nhé. Như này. Nó nổi cộm lên. Mà vừa rồi nó ăn có một ít rau thôi. Hôm nay trời nó chưa có nhiều nắng lên đấy. Giờ thì trấn tĩnh nó đã. Vừa bắt nó ra mà nó đang hơi sợ. Giờ sẽ cho nó lên trên đây nhá. Cái con này ấy, thì nó ị khá là nhiều. Đấy, sau khi trấn tĩnh xong thì mới có thể là cho nó vào trong này được. Rồi. Ok. Thì đây theo như là Huy Tô bảo ấy, bảo là bác tách con cái ra đi, bác tách con cái ra ngoài cái bể kính to đấy để cho con cái này nó xả bớt trứng ra, rồi tới mùa sinh sản sau mới sinh sản được. Chứ bây giờ mà bác cho sinh sản ngay là nó sẽ ảnh hưởng tới con cái nhé, có thể là bị mất con cái này luôn này. Con đực bây giờ thì nó đòi rồi. Đấy, đâm ra là không thể được. Tại vì con cái nó ăn thức ăn nhiều. Giờ mình cho cái khay thức ăn này sang đây cho nó luôn nhé. Còn mình cũng dặn vợ mình bảo là đi mua cho anh một cái. Ô, nó vừa khì đấy các bạn ạ. Con này dữ phết đấy. Con này bây giờ thò vào vẫn là nó cắn đấy. Để mình xem là nó hành động của nó như nào nào. Có vẻ không thích ở đây các bạn. Nó đang ở cái quen mà. Thôi thì cứ tạm thời cứ phải để nó ở đây thôi các bạn. Không sao được. Để ở đây mình có nót cái mùn dừa rồi, nhưng không sợ nó bị lạnh bụng đâu. Ở kia thì có những cái đồ gỗ thông. Ở đây. Còn cái này là rau muống để tí cho nó ăn. Ở đây mình để một cái bát nước. Bát nước này không đủ cho nó đâu. Tí mình bỏ cái bát nước, để mình bỏ cái bát nước ra luôn này. Có nắng ấm lên một cái là phải tắm cho hai bạn rồng Úc này của mình ngay các bạn ạ. Hôm qua thì chưa tắm được cho chúng nó. Anh ngâm đi để mà ị nhá. Cho nó mấy con sâu mà nó ăn vẫn còn để lại kìa. Đấy, cái con này thì nó chỉ có uống nước, còn cái con này thì chưa thấy nó uống nước lần nào. Toàn phải chấm vào tay sau đó là đưa vào trong miệng để cho nó uống thôi. Thế con nhỏ kia thì nó chịu khó uống nước hơn. Từ hôm mà mình bắt nó về đến ngày hôm nay thấy nó cũng xỉnh xỉnh hơn một chút các bạn ạ. Nhất là cái con nhỏ ấy kìa, mình cảm giác như là nó lớn trông thấy luôn đấy. Còn cái con to kia thì vẫn vậy, bởi vì con nó là nó to rồi. Đấy, con này rất chịu khó uống nước nhá. Nó cứ hay uống nước con nhỏ ấy. Rồi, tiện đây thì mình cũng sẽ bắt mấy cái bé ốc mận hồn của mình ra để mà cho nó tắm nắng luôn. Cũng chẳng biết là chúng nó làm gì ở dưới này này. Nên này, cứ đi lại lại xong bắt đầu là đổ hết nước rồi. Đây có một bé này. Bé này không biết có phải là đang lột không. Rồi, để sang đây để cho các bé đi tắm luôn nhá. Chờ mình chút để mình cho nuôi cái chậu này vào đây. Rồi mình sẽ xoay cái bể này ra như này để cho các bạn nhìn nó dễ dàng hơn. Ở dưới này thì có một bé nữa này. Đó. Ây da. Ơ không phải, đây là một cái vỏ thôi. Vậy thì đây chỗ này, cái này. Trong này mình có 11 bé cơ mà. Đây, để mình cho các bé ra đây tắm nhé. Đấy, cứ bắt được bé nào thì mình cho vào luôn. Đây, ở trong ở mạng đằng này thì nhiều hơn này. Đấy, các bé chắc là đang ngủ. Cũng chẳng biết là đang ngủ hay đang làm gì nữa. Đây. Đấy. Được 4 bé rồi đấy các bạn. Đây chỉ là những cái vỏ thôi này. Ở trên này là những cái vỏ. Ấy, ở góc này có này. Đây. Đây rồi. Đấy, đủ 11 bé. Hôm nay nắng ấm quá thì cho rồng Úc ấy, nó ị ra rồi các bạn này. Ngâm nước ấm một cái nó ị ra luôn. Cứ để kệ cho nó, cho nó ngâm một lúc nữa. Rồi mình cho nó ăn sau. Còn đây là các bé ốc mận hồn. Cho các bé ra đây ngâm. Mình cũng để cho các bé một ít nước xâm xấp này. Để các bé gọi là tắm. Đi lại cho nó thoải mái. Còn hai con rồng Úc này, mới có một con ị thôi. Con này nó đang muốn nhảy ra ngoài này, chắc ị xong rồi. Còn con này thì chưa lấy ý kiến gì. Mà con này bụng thì thấy nó khá là to.
À hôm nay thấy nó xả bớt ra rồi đấy các bạn. Chứ hôm trước thấy bụng nó to lắm. Tắm cho nó gọi là mình thay nước cho nó đấy, thay nước cho nó lần hai. Vừa rồi nó ị ra ngoài cái này này. Đâm ra là nó bẩn quá đâm mà mình đã phải thay sang đây rồi. Sang đây để cho bọn này nó uống, nếu mà nó có uống thì nó uống nước này cho nó sạch nhá. Thấy. Cái con rồng đực nó đang đi loanh quanh ở chuồng, chắc nó tìm con cái đấy các bạn. Con cái thì mình chuyển nó ra ngoài bể kính rồi mà. Này, cái bọn này nhá, nếu mà mình đưa tay lên như thế này này là nó cũng cái kiểu nó há mồm ra để nó hù dọa ấy, chứ không phải là nó không 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 biết cắn đâu nhá, nó có hù dọa đấy. Ngâm bằng được cho bọn này cho nó đẹp. Con này hình như vừa con này nó ị này, chứ còn con này nó chưa ị đâu. Đâm ra là mình phải ấy. Hình như là có hai con ốc mụn hồ nó đang đánh nhau này. Các bạn này, đấy. Có phải không nhỉ? Cái con kia nó to hơn cái con này nhiều, cái con ở trong góc ấy kìa. Chúng nó đang hoạt động đây, mình đang tắm cho chúng nó. Cho chúng nó uống nước. Thỏa thích đi. Nước này thì mình cũng có cho một chút nước ấm vào các bạn ạ, chứ không phải là nước lạnh đâu. Con này nó to này. To chưa? Con nào nó cũng to to kiểu kiểu như nhau. Anh em ở trên kênh của mình đã ai mua được ốc mụn hồn như này chưa? Mà mình gửi link đấy, mình cũng có để ở trong cái clip mà mình mua ốc mụn hồn này này. Là mình để link rồi. Thì các bạn nào mua thì comment cho mình nhé. Đấy. Nếu mà mua được cái giá rẻ như mình như này thì comment giúp mình nhá. Đấy. Ba cái phần gai này bây giờ nó dựng đứng lên như này mà. Tất cả các gai của nó đều dựng lên. Thì không biết có phải là nó đang thứ nhất là nó đang 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 sung và nó đang tìm con cái thì nó dựng cái này lên không các bạn nhỉ? Này. Chứ ngày xưa là nó sẹ xong rồi nó oằn bên này, oằn bên kia. Nhưng mà vừa rồi mình tách con cái ra một cái, bây giờ này, tất cả những cái phần gai này của nó đều dựng lên này. Nhưng mà được cái con này cũng khá là ngoan. Mình sờ vào người nó thì nó không có hiện tượng gì cả, và người nó này nó sáng sáng màu lên, các bạn nhìn chưa? Sáng trắng hết lên, rất là đẹp. Ấy. Mà đặc biệt mỗi cái là cái phần gai này của nó dựng hết lên nhá. Tất cả các cái phần gù này nó cũng dựng đứng lên này, rất là rắn luôn. Ấy, đang dựng lên đẹp. Bây giờ chỉ sợ mỗi cái là nó tông tông chuồng thôi, xong lại sứt sứt mỏ ra thôi. Còn tách con cái ra là chỉ là để tốt tốt cho con cái thôi. Còn con đực này thì không biết thế nào. Đấy, đấy, để mình tuốt hết cái này ra cho nó. Thôi cố gắng nhá để cho vợ mày nó xả hết trứng ra rồi anh cho vào nhá, ngoan nhá. Ốc mụn hồn đấy, thấy shop bảo là nó ăn cơm nguội và 3 ngày cho ăn một lần. Đấy thì đây mình cũng có cơm nguội này, rồi có ngu, rồi mình sẽ được thử để vào đây xem là có con nào nó vào nó ăn hay không nhá. Luôn đây là ban ngày luôn, để xem có con nào nó ăn không, nó có ngửi được cái mùi của cơm nguội với lại ấy không. Theo như mình nhá các bạn ạ, thì đây không phải là theo như mình nữa, mà là mình nhận thấy rằng khi mà cho ốc mụn hồn ăn đấy, ví dụ như là các bạn cho nó ăn vào buổi sáng ngày hôm nay chẳng hạn, đúng không? Thì đến buổi chiều hoặc là buổi tối ngày hôm sau là chúng ta lên dọn thức ăn của nó đi luôn, tránh cái trường hợp là 3 ngày cho ăn một lần rồi các bạn mới lại đi ra cái khay thức ăn các bạn thay, thì lúc đó cái phần thức ăn đấy nó đã bị mốc lên rồi, và những cái con ốc mụn hồn của chúng ta nó không ăn đâu, mà nó chỉ bò rồi nó làm cho cái phần bị mốc, bị bẩn đấy, nó sẽ làm bẩn hết cát của các bạn, rồi làm bẩn hết rong của các bạn, và mình đã bị rồi. Mình cho ốc mụn hồn về chỗ cũ rồi, cũng đang kiểm tra lại mấy cái con dán Dubian, dọn vệ sinh cho chúng nó xong. Mình đang chờ cái khay thức ăn của dán Dubia nó khô thì mình sẽ cho một ít cám khác vào nhé. Mình cũng đang để một cái bàn ở kia và cho hai con rồng úc nó đang phơi nắng ở đấy các bạn. Còn cái con rồng đực nó cứ ở trên cái thanh kia rồi nó bò xuống lại bò lên bò xuống bò lên. Đấy, nhưng thôi cứ mặc kệ thôi các bạn, bởi vì là muốn bảo vệ cái con cái thì cái con đực kia chịu khó một chút nhé. Rồi có lẽ là mình xin phép các bạn mình tạm dừng cái clip hôm nay ở đây. Đấy, có hẹn gặp lại các bạn trong clip sau của mình các bạn nhé. Còn về cái kênh của anh Quý Nghịch đây thì các bạn cứ yên tâm đi, anh sẽ không bị xóa clip hay bị thu hồi cái gì đâu. Như vậy nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Bye bye.